được được diễn luôn chứ. Anh làm YouTuber. Ủa, cái này đào sâu được không ba? Sâu sâu cỡ tới cỡ nào nữa? Dạ cỡ 1 mét anh. Ghê vậy? Dạ. Đừng có giỡn mà. Em không hề giỡn. Thật ra là ăn cây này nè, tổng luôn. Hai cây đều được. Số số 4 em ơi. Ngoài ngang á, ngoài ngang á. Đào cỡ nào được mày? Cái đào hôm nay đào tới mà cái rễ mà nó cái cọc của nó. Cái cọc là cái gì ba? Ừ, hồi xưa là tôi không học được xấu à. Ui, cái cọc phải chùm rồi rễ này không học à. À, không biết nè. Xưa mày nghĩ lớp 6 học qua lớp 7 luôn đúng không? Đúng rồi. Ui, đấy, cái cũ của nó. Một cục đá mà ơi. Ui, cái ấy là cái hòn. Ôi, đụng nó sâu dữ vậy. Đâu phải muốn ăn là dễ đâu. Mét nữa anh. Mét em. Dạ. Em thì mét chứ gì. Chứ không ăn được, khúc trên đâu ai ăn đâu. Khúc trên bỏ không mà. Vậy em đưa anh cái cuốc cho em được cái cây này, nên anh đào dưới chừng nào nó tới 1 mét. Cuốc không mới đào được. Đó, anh thấy không? Trời ơi. Đó, quan trọng là cái phần ở dưới. Ù, cái này mấy đứa không lấy cái này là. Cái gì nữa? Nước chảy quá mà. Trời ơi, trời ơi, bây giờ càng càng càng. Rồi á. Rồi, mày lấy chỗ sâu nhất cái đó mày cắt được rồi. Mày biết chưa, tôi thấy còn càng xuống càng bự mày ơi. Vậy sao cắt ta? Thế nào đâu cắt. Bên này nè. Ăn củ măng nó cực khổ. Cái lòng nó ngứa lắm. Xin rửa tay. Cây này khó khăn gian khó đạo lắm. Đứng dậy lên game quay cho anh quay toàn luôn anh vẫn biết không hả anh quay rộng ra không hả anh quay anh đào không phê ô cô ơi em phải quay cái người đào chứ phải cái củ đào không chắc đây rồi không đây thôi không giờ sao ta
gãy luôn. Ê, nó gãy trên luôn rồi. Chắc tí. Chắc sao ta? Không có thấy chắc nè. Đào gốc mà sâu quá. Không biết ăn được gì không nữa. Nó bấy nhảy. Được rồi đấy. Được rồi đó, xỉa đi. Mày xỉa đi. Nó xỉa tà lẹt mé luôn rồi nè. Nó gãy đó Thành. Gãy chưa? Gãy quá. Gãy khúc rồi mà. Gãy khúc rồi. Bây giờ á là bây giờ nó đắp lắp lại mà thấy đâu. Kê bây giờ đóng đúng rồi đó. Hay á, nãy mình vô tình lùm được cục đá. Không có cái thế để chặt vô. Ủa thì cái này giỡn thôi. Tao là muốn ăn là dễ không? Có thể làm quyết tinh vườn thái vẻ rồi, chặt dừa rồi. Tàn sát khu cô Tam. Tàn sát khu. Rồi. Dạ. Rồi. Ok. Ok, tàn sát khu cô Tam.